Lâm Bảo Châu bị nhắc nhở bàn tay hư khi ngồi cạnh Lệ Quyên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Lâm Bảo Châu bị oan vì góc máy phản chủ. Thời gian gần đây, Lâm Bảo Châu đã cởi mở hơn về mối quan hệ với Lệ Quyên. Trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên đàn chị lớn hơn 12 tuổi. Bức ảnh mùi mẫn của Lâm Bảo Châu và nữ hoàng phòng trà thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh bị soi bàn tay hư khi ngồi cạnh Lệ Quyên. Giữa những lời khen ngợi, một tài khoản mạng được chú ý đặc biệt khi cho rằng bàn tay mẫu nam đặt sai chỗ trên cơ thể Lệ Quyên. Cái tay hư quá nha anh, người này nhắc nhở. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng Lâm Bảo Châu bị oan do góc máy chụp phản chủ. Cả hai đã cởi mở hơn nhiều khi chia sẻ hình ảnh có sự hiện diện của đối phương. Tháng 8 năm 2020, Lệ Quyên Lâm Bảo Châu lộ ảnh sánh đôi trên phố Hà Thành, từ đó dấy lên nghi vấn yêu đương. Sau đó cặp chị em liên tục bị soi những chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội, gần đây còn sử dụng biểu tượng ngầm tương tác, phát đi tín hiệu tình yêu. Mối quan hệ càng rõ ràng hơn khi Lệ Quyên tay trong tay Lâm Bảo Châu tới dự một lễ trao giải vào cuối tháng 1 vừa qua. Mặc dù liên tục bị phát hiện bằng chứng yêu đương, song người trong cuộc không lên tiếng bình luận. Gần đây cả hai bị phát hiện đeo nhẫn đôi về mối quan hệ của Lệ Quyên với Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên từng ẩn ý, chúng tôi riêng tư, không phải bí mật. Qua bình luận của Quang Hà, có thể thấy mối quan hệ giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vô cùng thăng hoa và tốt đẹp. Trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu mới đây tiết lộ hành trình về quê ăn Tết. Chia sẻ ảnh ngồi tại sân bay, mẫu nam viết: về quê ăn Tết thôi các bạn ơi, chúc cả nhà bình an, ăn Tết vui vẻ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là việc Lâm Bảo Châu ngầm tiết lộ của người tình tin đồn Lệ Quyên về quê ăn Tết sớm. Theo đó, khi ca sĩ Quang Hà hỏi thăm, hai vợ chồng kéo nhau về sớm thế, Lâm Bảo Châu đáp lại: bạn em về sớm lo nhà cửa anh ơi. Chưa hết, khi Quang Hải dặn dò Lâm Bảo Châu, nói với em nhắn tin anh cái, mẫu nam vui vẻ thông báo, đã nói anh. Qua cuộc trò chuyện của Quang Hà và Lâm Bảo Châu, khán giả cho rằng nam diễn viên trẻ và Lệ Quyên cùng nhau về quê ăn Tết. Bên cạnh đó có thể thấy mối quan hệ của cặp đôi dường như ngày càng thăng hoa, bởi không phải ngẫu nhiên mà đàn anh thân thiết lại gọi nam diễn viên và ai đó theo kiểu vợ chồng. Thật trùng hợp, Lệ Quyên cũng đăng ảnh check-in sân bay thông báo về quê ăn Tết cùng thời điểm với Lâm Bảo Châu. Ngày 3 tháng 2, Lệ Quyên cũng gây chú ý khi đăng ảnh nâng ni cực tình tứ bên Lâm Bảo Châu, nữ hoàng phòng trà đính kèm triết lý. Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau, mà mất nhau khi thiếu tình bạn. Cô cũng bày tỏ thêm, chúng tôi riêng tư chứ không phải bí mật. Những lời này như ngầm thừa nhận mối quan hệ tình ái với Lâm Bảo Châu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.